Đây là một chiếc hộp ma thuật, không phải chiếc hộp bình thường. Nếu các bạn không biết giải Rubik, cho Rubik vào đây, búng tay một cái, lập tức Rubik sẽ tự động giải. Các bạn không tin á, cùng nhìn mình làm nhé. Đầu tiên mình sẽ cho khối 3x3 vào đây trước này. Mình sẽ cho khối 3x3 vào đây trước này. Đó, mình sẽ cho đây nhá, đóng lắp lại. Ok các bạn, đó. Và mình chỉ cần búng tay một cái, khi mở ra, lập tức khối Rubik nó được giải. Tiếp tục đến khối Megamix như thế này. Đó, mình sẽ cho trong đây và đóng lắp lại. Ok chưa? Mình chỉ cần búng tay, lập tức Megamix đã được giải. Còn thấy hay không ạ? Và chiếc hộp hoàn toàn không có gì. Đây chính là chiếc hộp ma thuật. Ok, và sau đây sẽ giải mã của trò này nhá. Thì bí mật của trò này không phải nằm ở chiếc hộp ma thuật này. Chiếc hộp này hoàn toàn không có gì, các bạn có thể dùng chiếc hộp nào cũng được. Nhưng cái mấu chốt đây này là ở cái Rubik này. Nó khối 3x3 này thì các bạn thấy nhá, khối 3x3 ba mặt này đã được giải, nhưng thực tế là ba mặt sau nó được cháo. Đó. Và khối Megamix này cũng thế. 6 mặt này đã được giải này. Đó, nhưng thực tế 6 mặt sau này nó hoàn toàn lẫn lộn. Mình xếp tầng 1 này và tầng 2, và khi mình nhóm cái bước này này, mình nhóm một cạnh này và một cạnh xanh biển, hai cạnh xanh biển mình sẽ hoán đổi với nhau. Đó, những góc này thì mình sẽ lắp đúng, mình chỉ hoán đổi hai cạnh xanh biển này với nhau thôi. Đó, đỏ hoán đổi với nhau này. Thì đó, đó là cách xếp của Megamix. Còn cái này này thì mình sẽ để cái công thức ở cái trên màn hình này nhé, hoặc là dưới phần mô tả video để setup được cái kiểu như thế này. Ba mặt đã hoàn thành, còn ba mặt còn lại là chưa hoàn thành. Thì cách diễn của trò này thì rất là dễ thôi. Các bạn chỉ cần lựa góc nhìn khán giả ở đây mình diễn cái góc nhìn camera của mình ở đây này, thì nó là mắt mình nhìn rồi nên mình rất là khó. Thì nếu mà các bạn diễn khán giả thì khán giả đứng trước chúng ta thì chúng ta sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Đây là mình diễn góc này thì mình sẽ lựa cho khán giả không nhìn thấy mặt này đó, mình chỉ cho khán giả nhìn mặt này thôi, xong mình để vào này. Mình để vào thì mình để mặt này úp xuống đây đó. Thì các bạn thấy khi mà mở ra thì nó sẽ ra được như thế này. Đó, cái này chỉ là lựa góc nhìn khán giả thôi. Các bạn xem khán giả ở góc nào thì các bạn để ngược lại với khán giả nhìn được. Còn Megamix cũng thế. Các bạn để này, các bạn lấy cái này các bạn úp vào nhá, chứ bạn đừng thế này người ta nhìn thấy hết. Đó, các bạn sẽ cầm này, các bạn úp cái hộp vào đó. Khi úp cái hộp vào thì tự động cái mặt này nó sẽ ở bên dưới, còn mặt này sẽ ở bên trên. Đó, thì khi mở ra các khán giả sẽ rất bất ngờ. Đó là trò thuật này. Rất là dễ, cách diễn với cách giải nó khá dễ thôi. Nó chả có gì khó khăn cả, tại vì do cách setup của chúng ta chuẩn bị thôi. Đó. Thì đó là những gì mà mình muốn chia sẻ trong video này. Nếu bạn thấy video hay có thể cho mình một like, một đăng ký để mình có thêm những động lực làm thêm những video hay hơn, bổ ích hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.